Rồi, xin kính chào anh chị đã đến với kênh Bò Giống Là Hai của mình. Thì hôm nay chạy bò cầu sắt ở dưới lô bò mới. Đây mình sẽ quay đầu báo giá cụ thể. Thì cái giá dao động đó là từ 20 tới 25 triệu nha. Đó, thì anh chị nào cần thì cứ liên hệ anh chủ trại. Đó, con nào mong cũng to lắm nha. Đây còn có tiếp. Đây đen nha, còn mông to lắm nha mọi người. Đó, đó, mông to dài hở lưng bằng ngang. Thì anh chị nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp với chủ trại, trại chỉ có Zalo. Đó, mình xin nhắc lại là giá dao động là từ 20 cho tới 25 triệu. Thì anh chị nào cứ cần mua chân tiền nào thì cứ gọi với chủ trại hoặc là tới trại xem bò trực tiếp. Con nào mong mong máng to lắm nha, đẹp bò nha mọi người. Đây bông 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 được gọc gạt đẹp lắm nha. Thì anh chị nào cần thì cứ liên hệ với chủ trại đó. Bò đẹp không mọi người. Đó, mình sẽ quay sơ qua rồi báo cái giá chi tiết đó cho mọi người thì cứ tham khảo. Đây, con đây lỡ bò rồi nha. Đó, con đây bò lỡ rồi đấy. Thì anh chị nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp với chủ trại. Rồi thì mình xin dừng clip tại đây. Cảm ơn anh chị đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh trong thời gian qua. Hẹn gặp lại anh chị clip tiếp theo.